Bình à? Im à? Im à? Nghe nói anh Giang đang chuẩn bị mở hệ thống bánh mì để cạnh tranh với hệ thống lẩu anh. Mở của anh chưa đủ giàu hả? Không sao. Được không anh Hiệp? Ngon sao bán? Trời ơi, anh đi làm bánh mì luôn. Bánh mì vừa mang đến mà. Em có lò nướng mang theo anh. Trời. Chị có ăn cay không? Chị ăn ít cay. Nè. Đây, mẹ bây giờ mẹ sẽ ăn bánh mì mà review tại chỗ cho mọi người cùng coi. Cái mẹ không biết gì mà ngon vậy? Nước sốt. Bánh mì ngon hay không mình nhìn nước sốt. Bánh mì giòn rụm nướng tại chỗ. Ăn cay không à? Làm cho mọi người đi. Thịt xá xíu ba chị. Dạ bò siêu đẳng. Anh hấp dẫn quá nè. Anh đang phục vụ hả? Thật phục vụ. Ngon á. Nhân sắp mở rồi. Một chuỗi hệ thống 200 cái tiệm bánh mì. Thuê SC là mình gì? Trời ơi, dạ tôi hút. Mình nhớ ủng hộ nha. Tiệm bánh mì tự hộ nhiều bắp binh à. Bí mật. Bí mật. Chị đi nào tiết lộ chưa nha? Bây giờ đi chưa? Ngon quá. Em đã học nghề được rồi. Hôm nay được hả? Con được chơi làm bánh mì cho. Ăn xong mình nuốt nổi nha, không biết nữa. Bánh mì của đây. Anh chủ sắp mở, anh Trường Giang sắp mở quá. Dễ sợ không? Olivia tận nơi. Đồ ăn ơi. Đây là quay phim, đây cũng đang chờ ăn bánh mì. Rất nhiều chả à, thích chả à. Phải đòi hỏi. Hay, bởi vậy thích chả này hay chả nghiệp? Rượu sớp không còn nhiều quá sớp. Giang chưa đeo rượu sớp. Đó là ông ta cắm rượu sớp. Ồ, đây là bánh mì của anh SD đẹp trai làm cho không thể tên nuốt vào đây, quá hấp dẫn à. Thơm. Cay đó. Giòn quá. Cay không chị? Chưa ăn cái phần cay. Từ từ. Đi làm rồi. Cắn cái đầu tiên thấy rất giòn, giòn rụm như mấy dòng lò đi ra. Giòn dữ vậy anh? Lò nướng mà. Hả? À, có lò nướng. Hàng ghê. Wow. Ừ. Bộ đồ hợp với ổ bánh mì. Hợp chỗ nào lắm? Màu xanh giống như cái dưa leo cho mọi người. Màu xanh giống cái rau của cái ổ mì ngon quá. Đồ anh Giang mang lên ngon lắm. Chị quay hành thấy rất là bảo. Đói là có ăn rồi. Nghe nói anh Giang đang chuẩn bị mở hệ thống bánh mì để cạnh tranh với hệ thống lẩu anh. Ừ. Của anh chưa đủ giàu hả? Không sao. Anh ấy tính đến kinh doanh tất cả các món ăn ở Việt Nam này luôn á. Chị Kỳ nè. Ôi. Sao chị? Nào cho mình. Trời ơi. Cho mình. Má ơi. Rồi. Chị cho xin ít review về bánh mì ra. Món phái khẩu của chị là bánh mì. Chị mê bánh mì lắm. Một mình chị có thể ăn nguyên một cái ổ bánh mì ba cái dài thật dài luôn á. Cứ để được bánh mì với lại xôi với nếp là chị ăn dữ. Ngon. Ừ. Nên mình ăn bánh mì mình đã mấy lon một toàn chị. Để coi bánh mì Giang ngon cỡ nào thì nó sẽ tương xứng với cái giá trị trả một toàn của chị cỡ đó. Buồn quá à. Sao rồi chị? Giờ cứ đụng đâu mà cứ trả một toàn giờ không có ai ăn được chị đó. Giờ tụi em cứ giả bộ nói chị đang khổ chút coi. Vậy là nay chị Kỳ là không có dự định là phải ăn sơn hải vậy nhưng mà phải nhân đúng rồi để đem bánh mì lên đúng đây. Rồi giờ chị sống chị sống rất là bình thường, chị thích đi ăn quán lề đường, chị thích đi xe máy, chị thích có một tình yêu đẹp, đi xe đạp trong một khu rừng như bộ phim Mắt Biếc. Anh đi bớt ảo tưởng lại rồi cái gì mà
mình giả tạo mà một bên đây rất là bận rộn với làm bánh mì cho nghệ sĩ anh Trường Giang mà cũng phải đưa mặt vô, một bên đã vừa ăn đã chưa kịp nuốt, bà Khả Dư cũng cái gì vậy bé Kỳ, trời ơi quá đường dở, tôi chết không ai đi về, tôi qua đây nữa chơi mà đồ về chơi giận đi về, không dám phút lại đồ về, à giận về chơi giận đi về, trời ơi mà người ta không chọn cái đi về. Tại vì quen từ đó giờ quen mình được chọn thì như giờ tâm chọn giận đi đó về. Giờ là mình đầu tiên đúng đó. Đúng giờ giận đi về, không phải xếp hàng xe lửa đâu mà bây giờ đi về. Nếu mà là xe lửa tôi đã mua luôn cái xe lửa rồi má. Ủa lên Đà Lạt mua khách sạn mà lúc nào khách sạn tôi mua tức quá đi mua luôn cái đất về xây thì sập rồi tự chơi á, không biết hả. Giờ em hãy chọn chị coi, em chọn chị mang về luôn đó. Làm cho con nó cho Lâm đi, Lâm nó ăn hai ổ lắm. Sao hôm nay yếu vậy? Một ổ nữa nha anh ơi. À, trời ơi. Đừng ổ thôi chứ. Không không không. Chết rồi, rất lạnh rồi. Ổ thứ hai. Quá trời. Ổ này nhỏ bán hơi mắc nha. Rau xong, nhỏ này bán càng ngày thấy đắt nó càng tới rồi. Nóng quá ngon à. Cho miếng nước à. Đây quan trọng là cái nước sốt này. Đúng không? Ngay thì cái này kẹt kẹt gì? Chị mèo ăn chưa? Mèo ăn rồi, ta rửa hũ bánh mì tô cơm nè. Ôi, cái gì? Sáng cái tô gì mì nữa, cái này là củ sắn. Sợ tụt đường, củ sắn ăn nổi.